Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình này góp điện phơm từ dự án Marcel Protocol nhận tóc cần mới lời các bạn. Để tham gia hôm nay mình lấy phần link mô tả của mình, các bạn mở điện phơm các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên của bạn join vào kênh Telegram group này. Tiếp tục còn follow kênh Telegram, kênh Chaler nữa các bạn. Trên kênh Chaler của nó thì các bạn follow các bạn. Thì con này hiện tại trong chương trình bán hàng sao la các bạn. Đây các bạn, bán hàng phi sale chứ, rồi bạn mới đắp ra các bạn. Thì tiếp tục các bạn làm tiếp nhiệm vụ các bạn. Nhiệm vụ thứ hai thì các bạn follow từ Twitter và retweet tăng 3 người bạn vào các bạn nhấp vào nữa. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn, cũng follow các bạn. Tiếp tục thì các bạn like và tweet nè các bạn. Mình thì phải làm những dự án đang bán hàng phi sale nè các bạn. Một khi list sàn có đôi khi tóc cần giá cao thì rất là có giá trị các bạn, còn đó những tóc cần mà các bạn đã list sàn rồi các bạn kiếm rất là khó khăn các bạn. Rồi các bạn tăng 3 người bạn của mình vào ở cộng mình toàn chạy xíu các bạn. Rồi nghe thấy các bạn tăng 3 người bạn mà bấm vào tweet nha các bạn. Sau khi các bạn tweet là các bạn mở cái link form mình gửi lại nha các bạn, thì các bạn xuống đây chỉ việc điền thông tin nữa thôi các bạn. Câu này được chạy trên nền tảng BNB Smart Chain các bạn. Thì mình điền dòng đầu địa chỉ email của tất cả các bạn. Dòng thứ hai thì các bạn điền username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Memo của bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là username Telegram. Bạn đã cho vào kênh group follow kênh seller nha các bạn. Các bạn vào check-in copy username Telegram mình nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ BNB Smart Chain PS20 nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ với chocolate nha. Rồi các bạn copy địa chỉ smart chain này nha các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên nha các bạn. Các bạn bắt từ đây nha các bạn. Referral ID này thì các bạn điền giùm mình @anh4số1 nha các bạn. Rồi các bạn việc bấm gỡ là xong các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận tóc cần mà lấy. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.